Chào các bạn các bạn thấy không, tôi ở trên đồi buổi sáng mây rồi nè, mây buổi sáng các bạn thấy chưa, rồi sương mù nữa, đang ăn sáng ở đây. Buổi sáng ngủ là có tiếng gà nha các bạn. Bạn nghe tiếng gà chưa, tiếng gà gáy sáng, tiếng gà gáy sáng đâu rồi? Ô, con gà đâu Thiên? Tiếng gà đâu? Đó. Con gà mà áo đen đó các bạn. Đây buổi sáng nè. Buổi sáng của chúng tôi là có gì đây? Có cá mồi. Có bánh mì ốp la. Cà phê sáng nè các bạn. Cà phê sáng đây. Cà phê Coffee Fresh nha. Các bạn đi đâu thì nhớ mua cà phê Fresh mang theo uống buổi sáng. À, cà phê Fresh. Bạn Thiên đang gọt trái cây đi ăn sáng. Anh Châu đang coi kìa Thiên. Anh Châu học guitar đó. Hello anh Châu. Hello anh Châu kìa. Rồi bác Khánh. Hello bác Khánh. Thời tiết đẹp quá bác Khánh ơi. Đó, mây trên núi kìa các bạn. Đó, đang trên. Có mây kìa. Mà bác Khánh về sớm tiếc quá. Hôm qua cả nhóm đi vào vào trong sâu trong 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 bản ở của người dân tộc hôm người dân tộc gì ta quên rồi. Chợ Mông đúng rồi. Mây các bạn thấy chưa? Mây vẫn còn lạ đà ở đây. Mây bay là đà. Một điều rất là đặc biệt ở thời tiết đó là các bạn sẽ không đoán trước được là thời tiết như thế nào đâu. Bởi vì chớp mắt một cái là nó đã thay đổi thời tiết rồi. Đây các bạn thấy đống lửa không? Đống lửa hồi tối hôm qua tới giờ vẫn còn. Đó, rất là ấm. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại chắc tầm khoảng 21-22 độ. Hello Trúc. Các bạn đứng đây là mây trước mặt các bạn luôn đó. Hello Vân. Hôm nào rủ anh Duy với bé Thảo Anh lên đây cắm trại là vui lắm luôn á. Trứng ốp la.
Đây, một buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng rồi các bạn. Có ốp la, có cá mồi, có rau củ. Bạn thấy bạn Thiên đảm đang chưa? Nãy giờ bạn đập được mấy chục cái trứng ốp la đó. Đấy. Đi với bạn Thiên các bạn phải yên tâm. Bạn ấy có khả năng bắt chước tiếng động vật. Ví dụ như buổi sáng thì bạn làm tiếng gà. Này tiếng gà gái để dụ mấy con gà khác lại. Rồi gà gì nữa? Rồi ví dụ như buổi trưa mà mình vào trong rừng mình đi tham quan thì mình có thể dụ heo tộc bằng tiếng thế này. Rồi ví dụ như trong liều mà mình sợ ăn trộm thì lâu mình có thể thả con cẩu vàng vào, con chó vào đây. Như mình trong liều mà các bạn nghe động tĩnh gì mà các bạn sợ sợ thì các bạn có thể làm tiếng này. Đó là con chó con. Ok, con chó lớn nè. Đó, hai tiếng khác nhau. Rồi, thật ra các bạn đi đâu cứ gũ bằng Thiên đi chung là mình đem theo nguyên cái sở thú rồi đó. Còn nhiều tiếng lắm, hôm nay biểu diễn cho các bạn coi. Gặp con gì là sẽ làm tiếng con đó. À, đống lửa đây, thằng tối bằng Thiên đốt đây nè. Đây. Đây, ốp la đây các bạn. Wow. Hấp dẫn chưa? Đấy. Có cà phê sáng nha, chuẩn bị ăn sáng cà phê. Bạn Thành đang chuẩn bị gì đó bạn Thành nãy giờ? Thành hả? Bạn Thành đang chuẩn bị cà phê. Đó, bạn cà phê. Nói chung là mấy bạn nam đây đảm đang lắm. Đây. Chúng tôi đang dọn mấy cái túi ngủ hôm qua tối ngủ. Đó, bây giờ đang dọn túi ngủ đó. Mời các bạn vào sơi nha. Rồi, thôi chào các bạn. Mình đi tánh ra ăn sáng đây. Cái ly của em hả? Ở trong rừng nên đánh răng muộn lắm. Đây là buổi sáng đây các bạn. Buổi sáng đó rất là đơn giản đây các bạn. Đó, đây. Đây, buổi sáng đây. Đây các bạn thấy chưa? Buổi sáng đơn giản thôi, có bánh mì ốp la, có cá mồi, có trái cây. Đó, cà phê fresh. Các bạn thích chưa? Đây là gọi là ăn một cái view rất đẹp. View triệu đô. Bye bye, bye, bye. Cảm ơn nhiều. Bye bye. Dạ. Cảm ơn anh. Chúc mọi người về dưới đó sức khỏe nha. Dạ, rồi cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Ra ngoài quán kia. Đó, có một anh bạn anh đến tạm biệt cho mình về.
Ai mê du lịch mà không đến đây thì thật là tiếc. Nhưng mà các bạn có biết không, chắc một thời gian nữa thôi, ở đây nó không còn như vậy nữa rồi, nó sẽ thay đổi rồi. Thành ra bây giờ phải tranh thủ đi thôi. Từ đây tới Tết thì ở đây sẽ thay đổi rất là nhiều. Rồi, mời các bạn ăn đi. Rồi, để lát ngồi, thôi mình ăn thôi các bạn ơi, vô đi. Vô ăn đi. Các bạn vô ăn đi. Đây. Chụp hình đi. Đây, view ăn sáng triệu đô là. Thôi ba các bạn mình cũng đi đánh răng sáng đi. Hôm nay bắt đầu trời nắng đẹp rồi đó.